OK, tôi đang test cái tính năng ngày hôm nay mới mà Facebook mới cập nhật đó là Facebook Room. à, Facebook Room nó cho chúng ta gọi điện à, và lên tới 50 người, à, giống như Zoom vậy đó. Nhưng mà thay vì chúng ta phải trả một số tiền như Zoom, thì chúng ta có thể gọi nhóm 50 người với một công ty vừa và nhỏ 50 người đổ xuống à, thì rất là tốt và nó không giới hạn về thời gian gọi. Đây là cái điều tuyệt vời và bây giờ tôi đang test ở trên Fanpage để cho chúng ta hiểu được cái cách mà chúng ta có thể xài nó như thế nào. Đây tôi đánh giá đây là một trong những cái ứng dụng rất quan trọng trong thời điểm hiện nay. À, các bạn thấy hiện nay những cái ứng dụng mà gọi điện video call đó thì đều phải trả tiền và nó dùng cho công tác về làm việc và doanh nghiệp. Tuy nhiên thì à, Facebook ra cái tính năng này nó giúp cho chúng ta có thể làm gì ạ? À, nó giúp cho chúng ta có thể là tương tác về mặt xã hội cao hơn à, Đó là rất là tuyệt vời đúng không à, Những ai đang theo dõi cái, à, cái cái live stream này Thì chúng ta có thể làm gì ạ Chúng ta có thể uh, comment và hỏi đáp xuống bên dưới ấy, Để có thể là, là trả lời cho bạn những cái thắc mắc Về cách làm sao để thiết lập Facebook Room Để gọi 50 người video call miễn phí nó phù hợp với những cái người bán hàng online, những cái người à, chào tạo, chào tạo nha. À, bây giờ tự. À, ok, có bạn tạo đã lên hệ thống rồi. Chào tạo, khỏe ông em. Em hỏi cái gì đó về cái tính năng mới này thì chat ở trên comment á, em sẽ thấy ở trên màn hình cái live stream nó sẽ xuất hiện cái comment của em nhé. Đó bạn thấy là cái cái phần mềm mà tôi live stream là phần mềm tốt nhất thế giới hiện nay à, đó, nó có thể có ba bốn màn hình xe ba bốn màn hình à, và quan trọng là tôi có thể uh, link trực tiếp với cái uh, điện thoại của tôi để tôi có thể bất để mô bất kỳ cái gì thế bây, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn nếu như ở trên điện thoại à. uhm. À, nếu như ở trên điện thoại thì có một cái điều bất ngờ đó là chúng ta sẽ thấy cái nút này, à, nút mà tạo râm ở ngay trên góc này. đó Bạn thấy không? Ở trên đầu cái cái điện thoại của tôi ở trên này, á, bạn thấy không? tạo cái râm này. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn tạo cái này nha. À. Và khi mà bạn à, tạo cái cái râm á, thì nó nó biết, nó báo cho bạn là bạn phải có một cái đường link và nhiệm vụ của bạn là gửi cái đường link này để mời những cái người bạn mời những cái người bạn đó. nhiệm vụ của bạn là xe cho những người bạn mà mà bạn muốn mời họ vào trong cái cái dâm này được không đó nó rất là quan trọng để bạn có thể mời cho bạn bè của mình vào cái dâm này rồi ok chào uh, ken dương uh, ok để tôi gửi cho tạo cái link này luôn để em có thể vào trong cái râm này để cùng test với tôi nhé Ok tôi đang mời tạo mà khi mà anh gửi link cho em á em vô cái link luôn nha Ok. Rồi, tạo có thấy anh uh, mời vô trong cái uh, link uh, của link của Facebook râm không em? Tôi đang mời một số người bạn vào trong cái uh, Facebook râm này để mà test một cái tính năng khá là tuyệt vời của uh, râm đó là tính năng gọi điện video call chat thấy mặt cũng như share được màn hình à. ok chào uh... Mr. Long à, cái gì mà? Có cái xanh phim hả? à Thấy, thấy cái phong xanh sao hả dạ. Phong xanh này để mà 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 Tạo ra phòng studio chứ à. Ừ. đang uh, test cái công nghệ mới uh, cái Facebook râm mà cho gọi uh, điện video call giống như dâm mà LEC mình hay làm á à, dạ. mà không giới hạn thời gian gọi cũng như là là không có không không giới hạn, không giới hạn thời gian có như là gọi được 50 người miễn phí trong thời gian uh, 4 đến 5 tiếng hoặc 8 tiếng á thì uh, đang test cái này để sau này mà, mà mà những cái doanh nghiệp hoặc những cái công ty hoặc là đội nhóm làm việc có thể gọi điện uh, video call miễn phí yeah. cộng với là 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 để uh, để họ họp á để anh test thử cái này xem thử là ô oh. ok Rồi, nghe nghe lại chưa Long? Dạ rồi. Ừ. Nó đeo, giờ nó nghe lại rồi. Ok. À, có thấy cái hiệu ứng mà mà này kia không? Kiến đen này kia không? Kiến trắng không? Dạ có. À, cái này nó cho cái những cái hiệu ứng khá là khu te. Đó, ví dụ vậy để cho những cái người mà 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 gọi điện thì nó đỡ bị nhàm chán. Nó nó đỡ có bị nhàm. Hả? có mình em tích vào cái màn hình thay đổi đó. có ừ, chứ. Có ừ rồi bây giờ thử cái background này, cái background có thấy ở đằng sau cái dãy núi không? có. Ừ. đây là trong rừng này. có bây giờ đưa đến tận cung trăng luôn này thấy không thấy trăng không? À, có cái nền xanh thì bỏ vô cái background nó sẽ ra những cái hiệu ứng đằng sau của Facebook á. Yeah. À, bây giờ gọi không à? À, đâu nó có cái chỗ bên dưới effect rồi background rồi lighting á không có à, đấy Thấy ở trên màn hình nó có cái hệ thống bên dưới mà, có không? Tích vào cái cái tích vào cái hệ thống mà mà, mà cái hình nhỏ của anh á. Ừ. Ừ. Ok. À, nó có đây à, đây đang ở dưới biển sâu này Thấy không thấy cái backdrop mà ở dưới biển sâu không yeah. Ừ rồi cái cái này à, trước đây thì chỉ gọi được một một thôi còn bây giờ nó cho gọi 50 người vào thấy mặt nhau nó xếp trên màn hình và à, gọi điện không giới hạn và bây giờ đang hot cái này và nó đỡ phải mua tiền á bởi vì bình thường thì một công ty vừa và nhỏ dưới 50 người thì họp vô tư Còn những người mà không có Thì uh, Facebook muốn ra cái này để cạnh tranh lại với Dâm Và muốn những người mà trả tiền cho Dâm thì suy nghĩ lại Bởi vì uh, với cái này thì có thể được xài nguồn lực miễn phí Với hai là, là, là ai cũng có sẵn Facebook thì người ta sẽ gọi điện uh, video call rất là nhanh Cũng như là mời 50 người vô và và ai thấy đường link thì có thể coi được uh, sau tất nhiên là hình thì không xuất hiện thôi nhưng mà sẽ thấy được cái 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 um, tất cả những cái liên quan đến uh, Hình đàn của 50 người đó. Uhm. Đó, đó gọi trực tiếp Facebook bây giờ uh, là nếu như uh, cái người đây anh đang cho em coi nếu uh, bây giờ sợ xe cái desktop nha ừ uhm. Đây Nếu như Là gọi ở Em có thấy màn hình desktop anh xem không? Không thấy màn hình không? À rồi chờ chút ừ. Ok Chưa thấy. Ừ. À, cái này là anh đang gọi uh ở trên điện thoại với em nhưng mà ở trên cái live stream đó, ở trên uh, Facebook á em uh, lên Facebook uh, fanpage của anh á em thấy uh, cái cái hình uh, cái cái live stream này của trên fanpage đó, thì em sẽ sẽ thấy cái màn hình chia sẻ em để cái điện thoại đó thôi nhưng mà lên laptop đi lên fanpage da uh, Johnny thông á uh, không lên fanpage á em sợ là cho đi thông là nó ra Nó ra Đâu em em đánh là là J O H N N I dài. Ừ. Rồi chứ thông. Thấy không? Có thấy cái livestream ở trên đó không? Rồi em click vô anh sẽ demo cái màn hình xe bên bên này cho em coi đây khi mà thấy thấy cái màn hình chưa ok à, đây ví dụ đây là cái Facebook, à, vào cái phần chat đúng không ừ vào cái hình chat thì ở trên cái những cái người mà chat á em thấy có một cái nút này không nút này là nút gọi nhóm này đây thấy không đây là video call này đây đây này tạo phòng họp mặt mới này ví dụ bấm vào đây à, bấm vào đây thì nó sẽ hiện ra cái 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 pop up này từ nó bị delay ấy, mỗi bên. tức là là ở trên điện thoại ấy, thì gọi nó nó ra tiếng khác mà ở trên máy là lúc sau mới đạt. Ừ. Thì ở trên cái Facebook á là nó có cái tính năng mà mà gọi group ở chỗ này này. Là là em thấy cái nút này không? Ủa nhưng mà ở trên laptop á em tắt cái speaker đi để nó không có 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 vọng ra. Nhưng mà là ý là là ở trên máy tính đó, là nó phải nó delay khoảng tầm 10 15 giây sau á. Thì, thì ý nói là tắt ở trên máy tính cái speaker tức là cái loa ngoài đi để không có nghe mình chỉ nghe qua gọi rồi, em nghe rồi. Ừ. Đó. Nhưng mà là ok đây ở trên nếu mà ở trên uh, laptop là dùng cái nút tạo phòng họp ở chỗ này nha ừ. còn mà nếu như uh, nếu như mà em dùng cái uh, cái, cái 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 giao diện Facebook mới á, nếu em dùng cái giao diện Facebook mới á thì ở đây chuyển sang phiên bản mới á thì cái group uh, gọi chat video call này nó nằm ngay ở chỗ này luôn. Đó, nó nằm ngay ở đây này. Đó, nó nằm ngay chỗ này. Để cho em thấy nó nó khá là tiện cho cái việc và đây là một cái tính đây. Đây là cái giao diện Facebook mới. Đó. À, giao diện facebook mới thì cái tính năng gọi điện nó sẽ nằm ở chỗ này luôn, nó nằm ở chỗ này, cho nên là nó khá là tiện cho những cái người mà 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 gọi điện trực tiếp theo nhóm, nói chung là cái này nó ra phục vụ cho việc đó là công ty đội nhóm hoạt động cũng như là khách hàng mà mà gọi điện mà cần chia sẻ màn hình cũng như là giới thiệu dự án cũng như là 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 này kia thì rất là phù hợp với hai là những cái cái đội nhóm hay là hay là kiểu hội thánh hay là những cái này kia mà có họp nhóm á thì cái này nó thay thế khá là tốt ừ. là chỉ gọi một người, đúng, không? đúng rồi bây giờ gọi 50 người mà không giới hạn thời gian quá tốt mà lại xe được màn hình nữa rồi ừ. tất nhiên là 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 số lượng người xài sẽ rất là nhiều cái điểm tiện của nó có nghĩa là khách hàng sẽ không có phải download cái app này app kia mà ai cũng có sẵn Facebook thì bấm gọi cái pop luôn, đúng không? Nó nhanh. Đó. Cho nên là 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 khá là tiện. Đó, thì thì nút gọi là đây và khá là tiện cho ở trên điện thoại thì nó có cái nút ngay chỗ cái 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 ở trên đầu của cái pop up á em vào trong uh, điện thoại là ngay nó có cái nút tạo nhóm ngay Thấy không? À, khá là hay. Ừ. Ok. Ừ, rồi em có thấy cái comment của mọi người mà ăn cho hiện lên uh, lên ở trên uh, Facebook không? Ở ờ, trên trên cái. Ừ. Đó ví dụ như uh anh đăng like những cái người mà đang coi cái live stream này này thì họ để comment thì anh cho hiện ở trên màn hình luôn có thấy không thấy nó lên trên màn hình à, đó thì đây là cái cách mà đúng rồi thì anh đang kết hợp giữa ba công nghệ tức là công nghệ về cái phần mềm live stream tốt nhất thế giới của macbook cộng với tính năng facebook room gọi nhóm 50 người và kết hợp với cái hệ thống studio và và tương tác tự động này kia thì kết hợp mấy cái phần mềm để xài. Ừ. em thấy là bây giờ xe thêm một cái màn hình nữa cũng được này đó bây giờ nó là ba màn hình đúng không? và bây giờ thêm một cái màn hình nữa là bốn này đó thì anh có thể gọi một cái người khác để có thể lên ở trên này luôn. Đó, em thấy cái màn hình trên laptop là chia bốn đúng không? đó đó ba là bốn là 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 thêm thêm một cái người gọi sky này đó nói chung là kết hợp mấy công nghệ một lúc nó làm cho cái việc mà gọi điện và like cũng như đào tạo chia sẻ nhóm mà rất là thuận tiện và công nghệ bây giờ khá là hay mà lại miễn phí nếu biết xài chứ còn uh, bây giờ như uh, dâm thì uh, nó dữ liệu nó không bảo mật dù sao thì ông Facebook nó lớn nó cũng sợ về chính quyền này kia và kiện về vấn đề bản quyền còn lại mấy ông mới nổi thì mấy ông làm bậy nhiều lắm Đúng ừ. nên là 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 đó thế ở trên kia mấy hôm nay mục tiêu đã được giảm bao nhiêu ký rồi <laughs> chưa cân thử nhưng mà có vẻ người năng động ra đúng không đúng rồi. Nó, nó đi về thấy người hơn. đúng rồi thứ nhất là thời tiết đà lạt cái hai là liên quan đến việc tập thể dục sức khỏe thì nó sẽ hồi phục lại sau cái chuỗi ngày mà ở lì dưới thành phố thì cơ thể nó nặng nề á ừ. đó chuẩn bị xuống khi có kế hoạch xuống chưa Ra lại chạy, chạy chạy cái video, video chào dự án đấy hả? Dạ, đúng rồi. Với hai cái bọc portfolio online ở dạng pdf đó, có chưa? Trong, trong này xong luôn. Ừ. rồi xong cái đó thì hướng dẫn cho em tải dữ liệu lên web để mà chào dự án bởi vì uh, cập nhật một thông tin chút xíu về đầu tư đó là tháng 6 này thì uh, Vin quận chính người ta sẽ bàn giao cái D-Line uh, tức là cái phân khu 1 để đi vào uh, sử dụng. Yeah. 10.000 căn thì bắt đầu nhận hàng từ chủ đầu tư và họ sẽ sẽ nhu cầu về thiết kế cho thuê. Thì bản thân anh cũng có đầu tư dưới đó cho nên là cũng bỏ một ít uh, nội thất để cho người ta thuê này kia. Cũng như là cái nhu cầu người ta uh, thuê làm nhiều. Thứ nhất là những cái người mà thuê á, thì họ uh, cái người mà cho thuê á, người ta sẽ chỉ có nhu cầu mua khoảng trăm mấy nội thất bỏ vô cho nó không hình đẹp thiết kế thì không đặt nặng còn một số gia chủ mà người ta làm để ở á, thì người ta sẽ đầu tư về mặt thiết kế design rồi sau đó với mua nội thất và sửa sang và và nó bán phân khu 2 là 10.000 căn cũng như là nhà phố cả mấy ngàn á. và phân khu 1 thì 10.000 căn bắt đầu đi vào ở nó cứ 10.000 một 10.000 một đi vào như vậy thì nó sẽ cái nhu cầu về thị trường nó rất khá là lớn tuy nhiên cho nên hôm rồi anh có mời em join vào những cái group mà của viên quận chấn á thì uh, thứ nhất là sắp tới em đăng lên một số cái dự án em làm ở dạng hình ảnh á những cái concept tức là họ thích những cái concept họ mua hai trăm hai trăm rưỡi những cái concept là đi vào luôn trong đó tất nhiên là mình tính cả phí thiết kế và và này kia rồi hai là những gia chủ mà muốn uh, tối ưu hóa hoặc là muốn cá biệt á, muốn riêng tư muốn đặc trưng á, thì họ sẽ đặt hàng riêng thì cứ gửi portfolio hình ảnh lên admin người ta duyệt thì uh, video được luôn. À, nói chung là, là ở trên group thì hình ảnh còn à, quảng cáo thì chạy video. Tất nhiên thì à, như vậy thì một số cái người mà nhận nhà đợt này 10 000 căn này, người ta sẽ có hai sự lựa chọn, một là mua concept có sẵn, à, trong đó bao gồm à, nội thất và một phần phí thiết kế nhỏ tượng trưng. Còn những gia chủ đặc trưng và đặc biệt thì muốn customize thì họ sẽ thuê thiết kế thì chỉ cần em chui vào 10.000 căn đó nó trúng vài căn thôi là mình có dự án mình làm rồi đó là cách để để tìm ra các hàng nhanh nhất chứ còn chạy quảng cáo thì là nó 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 cũng được nhưng mà cần thời gian còn những cái người mà nhận căn hộ ngay thì nhu cầu của họ là họ phải làm nhanh bởi vì nhanh thì mới có cái căn để cho thuê còn nếu như mà mà để phòng trống và cho thuê thì giá nó không được cao ừ mà gặp dân kinh doanh Airbnb uh, thì người ta chỉ đầu tư khoảng trăm mấy thôi còn dân mà gia chủ người ta sẽ thiết kế riêng thì lúc đó người ta yêu cầu cao về mặt thiết kế thì những cái chóp như vậy thì nhận có tiền thiết kế còn lại thì người ta nhận combo và concept thì uh, trong đó phí thiết kế là tượng trưng nhỏ nhỏ trong đó rồi ít đó. đó mục tiêu hôm nay có hạn thì thì nói chung là 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 đó là 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 những cái người mà khách hàng theo kiểu mà cho thuê người ta không muốn đầu tư nhiều còn tất nhiên một số người ở thì người ta phải đầu tư về mặt thiết kế để không gian sống chứ ừ. rồi hôm nay hôm nay là là cái này có hai việc đó một là để uh, cho em cái công nghệ mới của Facebook uh, để coi uh, đây đưa cho em lên đỉnh núi uh, Fuji này thấy cái hình à. à còn cái này là ở trong cung điện vua này cái này là đang ở bên đâu biết không Đồi cát ở Dubai này ở Dubai là... đồi cát không, phải chứ. không đây là quảng trường thời đại Times Square này ừ. nói chung là đó khá nó, nó cho cái hiệu ứng nhưng mà phải có phông nền xanh hết long thì nó với với ra được cái hiệu ứng đằng sau á Ừ. đó thứ nhất là để test công nghệ mới này thứ hai là thấy cái công nghệ livestream của anh ở trên Facebook đó. anh có thể À, cái cái hệ thống này có thể kết nối rất nhiều thiết bị cổng vào cộng với có thể là trực tiếp ở trên uh, nhúng cái cổng của của điện thoại vào nữa cho nên là đang test cái này để cho mục tiêu để về hỗ trợ uh, nói chung với với doanh nghiệp thì người ta dùng để gọi điện họp giao ban và họp nhóm giao việc với những người bán hàng online thì người ta tận dụng công nghệ này để livestream bán hàng và và còn những người mà giảng dạy đào tạo như anh thì sẽ tập trung về việc giảng dạy đào tạo Đấy, nói chung công nghệ bây giờ biết xài là miễn phí và nói chung là khá là tốt ok bây giờ là một giờ ăn cơm chưa ừ, ok rồi như vậy thôi có gì uh, luyện tập uh, đặt mục tiêu giảm 5 kg xuống sài gòn cho nó ngon lành coi ừ. mới 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 gọi cho Phú mới gọi cho Phú thì đang uh, du ngoạn miền Tây mới chạy xe cậu đi khắp nơi đúng rồi về miền Tây rồi ừ. rồi có gì lên tập hợp để uh, làm chuyến đâu đó để coi uh, hứng thú ở đâu rồi đi dạ, rồi, okay. ừ. rồi rồi bye bye nha Ừ bye bye à bye bye ok à, chào các bạn tôi vừa test cái công nghệ mà giúp cho bạn tiết kiệm một tháng rất là nhiều tiền à, bởi vì nếu như một tháng mà công ty của bạn đào tạo hoặc là họp à, khoảng 50 người thì bạn mua một cái à, công cụ để bạn làm việc này cũng tốn khoảng à, gần một triệu và nếu như vậy một năm bạn tốn mười mấy triệu. Và cái dữ liệu thì chưa chắc được bảo mật. Còn đối với cái hệ thống mà 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 của tôi đang giới thiệu với bạn là video call của Facebook Zoom á thì à, tôi thì tôi được xài ngày hôm qua rồi. Bởi vì cái phiên bản Facebook của tôi là phiên bản Facebook của bên à, Mỹ á, cho nên được thấy trước tính năng này. Tuy nhiên ở Việt Nam thì ngày hôm nay thì được cập nhật hết ở trong cái Facebook Messenger. Bạn nhớ uh, tập trung và xoáy mặn vào cái tính năng này để chúng ta có thể có được một cái công cụ để họp nhóm hiệu quả, đào tạo nhóm hiệu quả, live stream bán hàng hiệu quả và có thể share được màn hình cho khách hàng của mình, cũng như là chạy video clip, uh, chiếu video clip hoặc là làm slide. Tôi sẽ nếu như bạn thích thì tôi có thể là sắp tới tôi mở một cái khóa học nho nhỏ free hướng dẫn cho bạn cách xài cái phần mềm livestream tốt nhất thế giới này cộng với là kết hợp với video call kết hợp với cái cổng mà tích hợp điện thoại vào và tích hợp đào tạo xe bảng trắng whiteboard vào thì bạn có thể tạo ra một cái studio một cái nơi không gian đào tạo một không gian họp mà rất là chuyên nghiệp giống như chúng ta đang gặp gỡ với nhau trực tuyến vậy đó thì đây là cái điều rất là tuyệt vời đúng không bạn thấy cái hình mà À, tôi đang ngồi live ở cái ở bên cái sườn núi không à, bạn thấy không ở bên cái sườn núi này ở đà nẵng các bạn một cái vịnh một cái một cái eo biển rất là đẹp ở đà nẵng cái này gọi là intercontinental ha à, rất là tuyệt vời nó có nhiều góc khác nhau à, bạn thấy cái góc này đi à, cái góc này là góc ở bên trong à, nhìn view xuống đó, còn cái góc này là góc ngay eo biển bên dưới. Còn bây giờ là cái, cái đây là ở trên đồi. Đó, khá là tuyệt vời. Đó, và đây, đó, kết nối cổng điện thoại. Thì với cái, với cái công nghệ này, thì những người bán hàng á, như các bạn á, những cái người mà đang bán hàng online thì khá là hữu dụng cho các bạn. Và video call thì hữu dụng cho doanh nghiệp và những người làm việc mà cần đội nhóm tập trung Bình thường thì bạn chỉ gọi một một thôi còn bây giờ gọi nhóm group call được luôn Thì đó là cái điều tuyệt vời Và cái công nghệ live stream này thì chúng ta có thể làm tất cả mọi tính năng như một studio chuyên nghiệp Giống như bạn đang ngồi trước HTV hoặc là VTV3 để mà truyền hình trực tuyến về đó Khá là tuyệt vời Thì đây là cái công nghệ mà tôi muốn báo với bạn biết đó tất cả những cái mà 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 đó, Tôi báo bạn biết và đó, và những cái mà công nghệ thế này nó giúp cho chúng ta kết nối gần nhau hơn và nó giúp cho việc bán hàng trở nên dễ dàng hơn nó biết cho giúp cho việc doanh nghiệp trở nên tuyệt vời hơn và những cái đội nhóm nào những cái người nào mà cần tôi hướng dẫn về cách sử dụng cái phần mềm livestream tốt nhất thế giới này cộng với À, kết hợp với cái tính năng uh, group call video call room của Facebook để gọi được 50 người tiết kiệm một năm lên tới vài chục triệu đồng và tôi sẽ chỉ cho các bạn biết cách để thiết lập cái này và tôi kết hợp bộ ba công cụ này là vừa app ta vừa group video call uh, room của Facebook rồi vừa cái phần mềm livestream tốt nhất thế giới này thì tôi báo bạn biết là chúng ta sẽ tăng cái doanh số cũng như là cải thiện cái hiệu năng hiệu suất làm việc của công ty. Thời điểm này thì tôi đang tập trung À, chia sẻ và chia sẻ miễn phí những cái liên quan đến quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản trị về sale marketing, về ứng dụng những phần mềm, về quản trị nguồn nhân lực ERP hay là CRM. Đó, cho nên là sắp tới thì uh, có rất nhiều thứ để chia sẻ các bạn. Nhớ theo dõi cái kênh của tôi là Johnny Thông ở trên uh, và Facebook, ở YouTube thì là cũng là Johnny Thông và ở trên Postcard Postcard á, đó, bạn nhớ follow tôi ở trên uh, Spotify podcast để có những cái bài radio để bạn có thể nghe lúc bạn tập thể dục, nấu ăn hay là bạn đi bộ hoặc lúc bạn làm mà không có tiện mở YouTube để bạn coi ấy thì bạn nên uh, nghe những cái bài giảng của tôi ở trên uh, Spotify, ở trên uh, podcast các bạn nhé. Đó. Và tôi đang uh, test ngày hôm nay 30 phút để uh, chứng minh rằng cái công cụ này và cái công cụ mà gọi Facebook Room 50 người này thì tôi đang like thế này cũng như là cái một trong những cái người đầu tiên tại Việt Nam test tính năng này và kết hợp với phần mềm live stream tốt nhất thế giới. Hãy hãy theo dõi kênh của tôi để cập nhật nhiều cái mảng công nghệ mới nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Những anh chị nào đang ở trong cái comment này tôi cho hiện cái comment lên trên lên trên hết ở trên ở trên là màn hình ạ. Đó. đó rất tuyệt vời đúng không nào? OK. Rồi chúc các bạn có một cái kỳ nghỉ, chúc bạn có một cái ngày làm việc vui vẻ nhé. Nhớ theo dõi kênh của tôi để cập nhật nhiều cái công nghệ mới. Tôi là người người rất yêu thích mảng công nghệ cho nên có cái công nghệ mới trên thế giới này tôi muốn chia sẻ với các bạn biết. Những người Việt Nam tôi khá là may mắn khi mà có thể có thể cập nhật những công nghệ mới nhất ở trên thế giới này. À, nhớ theo dõi kênh của tôi để cập nhật những cái thông tin mới nhất bạn sẽ không thể tìm ở đâu ra những cái người có thể cập nhật về công nghệ sớm nhất ở Việt Nam như tôi bởi vì tôi có cái cái mối liên hệ cũng như quen biết rất nhiều người có ở bên Mỹ hoặc châu Âu họ có rất nhiều công nghệ mới và những cái gì mới nhất thì ở Mỹ và châu Âu thì tôi thường biết trước sau đó khoảng 15 đến 20 phút thôi thì thường như vậy thì tôi sẽ trực tuyến uh, live stream để cho những cái người ở Việt Nam đặc biệt những người bạn của tôi những người chuyên bán hàng những người quản lý doanh nghiệp những người quản lý đội nhóm những cái mối quan hệ network của tôi thì có thể bạn tận dụng được công nghệ để giúp cho việc bán hàng quản lý đội nhóm quản lý công ty trở nên thuận tiện hơn à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái buổi uh, review về công nghệ mới tiếp theo nhé xin chào và hẹn gặp lại xin chào ừ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ theo dõi kênh của tôi ở trên Facebook nhé. Đó, nếu bạn theo dõi Fanpage thì bạn không thể bỏ qua cái Fanpage cho Thông VN này. Đó, đây. Cái mà mà hiện nay ở trên đó đang 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 bạn đang thấy cái livestream á, đây đang live đây, thấy không? Đó, đang live đó. Đăng like đây Ok Còn Nếu như Bạn có cái gì yeah, ạ Bạn uh, có postcard Đó thì bạn nên vào cái postcard này Cái kênh của tôi đó là kênh tâm sự CEO Ở đây là tôi đang tải lên những cái bài về radio rồi bạn có thể bấm vào để coi ở trên xe đi đâu đó mà không mở YouTube bạn có thể lúc chạy bộ lúc nấu ăn hoặc lúc đi xe lúc đi xe bớt lúc đi xe hơi bất kỳ ở đâu à, bạn theo dõi cái cân uh, tâm sự CEO hoặc là trên uh, Spotify cũng có luôn à, Spotify đây à, bạn có thể kết nối với tôi bạn nhớ bấm uh, following uh, Follow ở trên này để có cái cân uh, ở trên uh, Spotify nếu bạn xài Android còn nếu bạn đang xài uh, iPhone thì bạn nên uh, vào cái cân uh, Postcard, Postcard và uh, đây Postcard là cái này, đó, đó và search kênh tâm sự CEO. Đó. Còn nếu bạn thích xem video clip của tôi thì hãy nhớ uh, bạn lên ở trên đâu ạ, trên uh, trên uh, YouTube, đó, trên YouTube, đó, đây trên youtube và bạn sẽ thấy những cái dự, uh, clip của tôi ở trên youtube Đó, có rất nhiều kênh để bạn theo dõi còn nếu bạn muốn chat với tôi à, thì uh, lên trên uh, cái fanpage này bạn có thể bấm cái chat và như vậy có thể gửi cho tôi nhé rồi xin chào xin chào hẹn gặp lại